Rồi, xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì mình đang làm cái hộp số này và mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em. Đó là cái đường truyền công suất của cái hộp số Hovo. Hộp số này có 6 số, tính tọa cả số gia là 6 số ha. Và có cấp số tiếng là 5 số tiếng ha. Các anh em nhìn cái hộp số thì chúng ta nhìn cái số lượng cái cần cua này này. Số lượng cái cần gọt này này là chúng ta cũng có biết được là cái nó bao nhiêu số, hoặc là chúng ta tính số rang ha thì chúng ta có thể biết được, hoàn toàn có thể biết được ha. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em là cái đường truyền công suất ở hộp số này là hộp số 40 nha các anh em. Hộp số này là hộp số 40 chứ không phải là 30 giống như hộp số mà chúng ta thường hay thấy trên sách vở đâu. Hộp số này là hộp số 40. Một trục á, là trục sơ cấp, là cái trục có bánh rang phía dưới này là nó ăn với cái ly hợp của chúng ta ha. Ly hợp chúng ta sẽ truyền vào bánh rang này, khi mà chúng ta đọc ly hợp, các ly hợp thì nó sẽ đóng ngắt cái đường truyền công suất từ động cơ đi xuống hộp số là vào cái bánh rang đầu tiên này, là trục đầu tiên ha. Trục thứ hai là trục này là trục trung dân ha. Trục bên này cũng là trục trung dân ha. Còn cái trục này từ bánh rang này ha đã lên đây là trục thứ cấp ha. Hộp số xe Hovo này thì nó có hai phần, đây là hộp số 9 ha, đây hộp số 9, còn đây là hộp số phụ này các anh. Hộp số phụ là bộ phận này, nó là nguyên cụm bánh rang hành tinh, đây nguyên cụm bánh rang hành tinh đấy. Thì sau khi mà hộp số 9 ra một cái công suất 1 tỷ số truyền rồi thì nó sẽ ra cái chỗ này ha, đây cái đầu ra của nó là chỗ này đấy, thì nó sẽ ăn vào cái bánh rang mặt trời của bánh răng đây, ăn vào bánh răng mặt trời nằm phía dưới này của cụm bánh răng hành tinh đấy. Thì cái cụm bánh răng hành tinh này nó sẽ làm việc và nó sẽ cho ra được 5 cái tỷ số truyền tiếng đó, cho nên là cái hộp số này nó là 12 số ha, gồm 10 số tiếng và 2 số gia. Thì sơ bộ cái hộp số này nó là như vậy. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các anh em mình biết đâu là số cụ thể trên xe của chúng ta ha. Thì đây các anh em mình biết là đây là cái cần cua, nó có 3 cái cần dẫn này. Khi chúng ta lựa chọn số thì cái máy khâu, bộ phận máy khâu á, nó sẽ tác động vào đây để nó di chuyển cái cần số chúng ta đi lên đi xuống ha. Đó, đi lên đi xuống như thế này đấy, lên đi xuống như thế này ha. Đó như vậy thì sau khi mà cái bộ đồng tốc này, đây là cái cần cua, các anh em thường hay gọi là cái cần cua, thì cái cần cua này nó sẽ ăn với cái bộ đồng tốc bên phía trong ha. Bên phía trong nó có bộ đồng tốc, ở đây có một bộ đồng tốc nữa này đấy, bên này cũng có bộ đồng tốc nữa này. Khi chúng ta đi lên đi xuống thì bộ đồng tốc nó sẽ đi lên đi xuống này đấy, này các này đó ha. Đó, mấu chốt của vấn đề nó là như vậy. Và cái số cụ thể của nó là như thế này, tên này là số gia ha, tên bánh đầu rang, bánh rang đầu tiên này đối với hộp số này, bánh rang này là bánh rang số gia. Cái này mình hãy thấy này, nó không tiếp xúc với cái bánh rang trung dân ha, bánh rang số gia này này không tiếp xúc với bánh rang trung dân, mà nó sẽ thông qua một cái bánh rang đổ chiều. Bánh rang đổ chiều nó nằm đây có nè, nằm trong này đây nè, bánh rang này ha đấy, mà thì nó đổ cái chiều quay thì mình mới gia được, đúng không ạ? Thì cái bánh rang đổ chiều nó sẽ nằm cái tại vị trí này và nằm vị trí bên phía bên này đấy. Thì hai cái vị trí này để nó định tâm cái bánh rang chúng ta không cho sụp sịch như thế này đấy, khi mà lắp cái bánh rang nó vào không sụp sịch nữa. Đó đây là cái số gia ha, mình không nói nữa. Rồi đây là số 1 ha. Khi người lái xe chúng ta đi vào đây này, khi là chọn vào số 1 ha, thì bánh rang này là bánh rang số 1 đấy. Đây là bánh rang số 2 ha, đây là bánh rang số 3 và đây là bánh rang số 4 và đây là bánh rang số 5 ha. Đấy, khi bánh rang số 5 này hoạt động là coi như là cái tỷ số truyền chúng ta là tỷ số truyền thẳng, có nghĩa là động cơ chúng ta hoạt động bao nhiêu vòng trên phút thì cái trục sơ cấp này và trục thứ cấp này nó trùng dãy tốc độ với nhau. Ví dụ như 600 vòng trên phút thì cái trục này cũng là 600 vòng trên phút. Đấy, đó là cái số truyền thẳng, là cái số này là số cái số 5 này này ha. Đấy, bây giờ mình nói cái đường truyền công suất của nó. Ở chế độ số mo thì công suất của động cơ nó sẽ truyền thẳng xuống vào đây ha, và làm cái bánh rang này quay ha. Lúc này có cần cua chúng ta ở vị trí trung gian hết, cho nên là nó cái trục này nó sẽ quay ha. Đây này, cái trục của cái bánh rang này nó sẽ quay
quay và trục này sẽ quay ha. Và các bánh rang này nó sẽ quay trơn với nhau ha, nó quay trên trục thôi à, nó quay trên trục thôi, nó không có cái trục này không quay ha, nó quay trên trục và cái trục này là không quay ha, cái trục này không quay. Đó là số mo ha. Ví dụ bây giờ bắt đầu mình vào số 1. Vào số 1 là có nghĩa là cái bộ động tóc này sẽ đi xuống ăn với bánh rang này. Đó. Thì đường truyền công suất của nó là như sau. Công suất từ động cơ truyền xuống nó sẽ đi qua bánh rang trung gian này, trục trung gian này ha, trục trung gian này. Bên này cũng tương tự, nó xuống sẽ qua trục trung gian này và nó sẽ truyền lên tới cái bánh rang này ha. Truyền lên bánh rang số 1 này ha. Vì nó qua cái cơ cấu bộ động tóc trong này mà bộ cơ cấu bộ động tóc này nó ăn khớp, ăn nấu cứng với cái trục này, dẫn đến là cái bánh rang này quay thì làm cho nó thông qua cái bộ động tóc thì nó làm cho cái trục này cũng quay theo. Đó là số 1 ha. Tương tự số 2, số 3, số 4 như vậy ha. Còn đối với số 5 là số truyền thẳng. Khi chúng ta đi vào cái số 5 này ha thì công suất chúng ta là nối cứng giữa cái tốc độ của động cơ ha, đây, và nó sẽ truyền thẳng ra cái bánh rang với nó ra cái trục sơ cấp này luôn ha. Đó là cái đường truyền công suất của cái hộp số Hovo 336 này ha. Còn đối với cái số dây, đường công suất chúng ta vào đây ha, vào số này và qua bể bánh rang trục trung gian này, qua vào đây ha, bắt đầu là nó sẽ có một bánh rang đổ chiều ngay chỗ đây, nó sẽ làm cho ăn với bánh rang này ha. Bánh rang này khi mà chúng ta vào số dây rồi á thì nó sẽ ăn khớp cái cần cua này này, ăn khớp với cái trục này à, dẫn đến là chúng ta nó đổ được cái chiều quay ha. Đó, nhờ cái ngay chỗ này nó có cái bánh rang ăn khớp thì nó sẽ đổ được cái chiều quay đó ha. Đó là cái số dây. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em là sinh viên.